Vị vua tiêu tiền xa hoa bậc nhất thế giới. Trên thế giới, có rất nhiều những gia tộc cùng những vị vua vô cùng giàu có với những khối tài sản vô cùng đồ sộ. Nhưng không phải tất cả họ đều có xu hướng vung tiền theo cách xa xỉ như đức vua của Brunei. Hoàng tộc này nổi tiếng với nghệ thuật tiêu tiền xa hoa bậc nhất thế giới. Quốc vương Hassanan Bolkiah, người đã chi rất nhiều tiền cho những thú vui của mình một cách đầy xa xỉ và theo cách nói của nhiều người là ngông cuồng không tưởng tượng nổi. Siêu xe mỗi ngày thì đi một chiếc, cũng mất phải hơn 10 năm thì mới đi hết. Từng ngóc ngách trong lâu đài nguy nga đều được dát vàng 24K, hay một lần cắt tóc có thể bằng cả năm đi làm của người bình thường. Những thú vui trên mới chỉ là một phần rất nhỏ cho ta thấy về độ giàu có và chịu chơi của vị quốc vương này. Vậy người đàn ông đang nắm giữ khối tài sản hàng chục tỷ đô này còn có những thú chơi gây sốc đến mức nào? Mời các bạn hãy xem video ngày hôm nay. Mặc dù là một quốc gia nhỏ bé ở Đông Nam Á, nhưng Brunei lại là nước siêu giàu. Brunei là quốc gia Hồi giáo, diện tích hơn 5.700 km2, nằm ở rìa phía bắc đảo Borneo, cạnh Malaysia. Theo chế độ quân chủ chuyên chế, GDP bình quân đầu người của Brunei thuộc hàng cao nhất thế giới. Chính phủ và các tổ chức liên quan chính phủ là những đơn vị chính cung cấp việc làm. Hơn 450.000 công dân Brunei hưởng mức sống tương đối cao vì không phải đóng thuế và nhận được phúc lợi xã hội hào phóng. GDP của Brunei có được chủ yếu là nguồn tiền thu được từ xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt bán cho Nhật Bản. Mỗi năm thu được khoảng từ 5 đến 6 tỷ đô la Mỹ. Nhờ đó, chi tiêu của chính phủ và vị trí quốc trưởng kiêm giáo chủ Hồi giáo là rất thoải mái. Ở Brunei, người ta gọi ông là Sultan of Brunei, vừa là quốc trưởng, vừa là giáo chủ quyền lực. Về kinh tế, nền nông nghiệp, ngư nghiệp, Brunei có nhiều lợi thế với những cánh đồng màu mỡ xà tít tận chân trời, hầu như là vô tận, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị cao, cộng với vùng biển bao la có nhiều hải sản quý hiếm. Một quốc gia giàu có như vậy chắc chắn được trị vì bởi một quốc vương vừa không thiếu tiền, vừa rất giỏi sử dụng tiền. Quốc vương Brunei Hassanan Bolkiah sinh ngày 15 tháng 7 năm 1946, là con trai của quốc vương Omar Ali Saifuddin III. Ông còn được biết đến với danh xưng vị vua tại vị lâu nhất thế giới. Quốc vương Bolkiah lên ngôi vào năm 1967 ở tuổi thứ 21 và đã trị vì gần 60 năm. Năm 1961, ông được phong làm thái tử. Ông nhận được nền giáo dục riêng từ nhỏ, sau đó theo học Học viện Victoria ở Kuala Lumpur, Malaysia và Học viện Quân sự Hoàng gia Sandhurst ở Anh, cùng trường với Hoàng tử William và Harry. Quốc vương Bolkiah cũng như cha ông được nữ hoàng Elizabeth II phong tước hiệp sĩ năm 1984. Khi Brunei độc lập, ông kiêm giữ chức thủ tướng, bộ trưởng quốc phòng và bộ trưởng bộ tài chính. Ông vừa là tổng tư lệnh quân đội hoàng gia, vừa là người nắm quyền cao nhất trong hàng ngũ lực lượng cảnh sát. Triều đại Bolkiah ra đời vào thế kỷ thứ 14 và dòng họ hoàng gia hiện tại đã cai trị quốc gia Đông Nam Á trong hơn 600 năm. Đức vua cùng hoàng tộc kiểm soát toàn bộ sản lượng dầu mỏ của đất nước. Lợi nhuận khổng lồ thu được từ tài nguyên này giúp hoàng tộc có nguồn tài chính dồi dào, duy trì cuộc sống vương giả. Ngoài sự yếu lý lịch khiến ai cũng phải trầm trồ, thì quốc vương Brunei còn nổi tiếng với cuộc sống xa hoa, ít ai sánh bằng. Tới thời điểm hiện tại, ông vẫn là một trong những hoàng gia giàu có nhất thế giới, với khối tài sản ước tính trị giá gần 30 tỷ đô la Mỹ. Theo Celebrity Network, ông từng là người giàu nhất thế giới, theo tạp chí Forbes xếp hạng vào nhiều năm về trước. Theo báo cáo của Business Insider, nguồn thu nhập lớn nhất của ông đến từ trữ lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên. Quốc vương Hassanan Bolkiah còn được biết đến như một huyền thoại tại Brunei vì mức độ tiêu xài xa hoa của mình. Ông yêu thích vàng đến nỗi mà dát vàng cả bồn rửa mặt cũng như là toàn bộ nhà vệ sinh, xe cộ, đồ dùng và thậm chí là cả các công trình kiến trúc tại quốc gia của ông cũng thường xuyên được dát vàng. Và riêng chuyện này đã cho thấy thú vui của quốc vương Bolkiah tốn kém đến nhường nào. Theo GQ India, quốc vương sở hữu một trong những bộ sưu tập xe hiếm lớn nhất thế giới. Bộ sưu tập bao gồm một chiếc Rolls-Royce bọc vàng ấn tượng. Những bức ảnh về nó đã được lan truyền khắp nơi. Chiếc xe sang trọng được đặt riêng có mui mở và bệ để ô. Theo GQ India, chiếc xe được dát vàng từ lưới tản nhiệt cho đến lốp xe. Theo trang Hot Cars, quốc vương Hassanan sở hữu 600 chiếc Rolls-Royce, 450 chiếc Ferrari, trong đó có chiếc Ferrari 456 GT Vinx, một trong 7 chiếc duy nhất trên thế giới và 380 chiếc Bentley. Bộ sưu tập của ông giá trị hơn 5 tỷ đô la Mỹ, tổng cộng bao gồm hơn 7.000 chiếc xe.
Bộ sưu tập độc nhất vô nhị này được lưu trữ trong một gara bí mật, bao quanh bởi hàng rào thép gai và được bảo vệ bằng lực lượng vũ trang với tên gọi Gurkhas. Những người may mắn được tham quan nơi này thường kể lại về một gara với nhiều kho chứa, lấp đầy những chiếc xe siêu sang, ngay hàng thẳng lối theo nhà sản xuất, phiên bản hay thậm chí là màu sắc. Trên thực tế, bộ sưu tập xe của ông ấn tượng đến mức ông và gia đình được cho là đứng sau một nửa tổng số Rolls-Royce được bán trên toàn cầu trong suốt những năm 1990. Năm 2011, ông Hassanan Bolkiah từng đạt kỷ lục thế giới khi sở hữu bộ sưu tập xe Rolls-Royce tư nhân lớn nhất thế giới. Trong ngày cưới của mình, vị quốc vương này đã chọn một chiếc Silver Spur 2 mạ vàng 24 carat làm xe hỏa. Ở thời điểm đó, giá trị chiếc xe ước tính không dưới 14 triệu đô la Mỹ, tương đương với khoảng 339,8 tỷ đồng. Trong giai đoạn từ thập niên năm 1980 tới 1990, quốc vương Hassanan Bolkiah chủ yếu sưu tầm những mẫu xe Bentley Azuri và Continental. Có thể kể đến một số mẫu xe Bentley hàng hiếm trong bộ sưu tập như Continental R Superfast, Coupe Buchanan GT, Phoenix Mutant, Coupe Camelot, Highlander GT 4 cửa và Bentley Java Wagon. Porsche cũng là một thương hiệu rất được quốc vương Brunei ưa chuộng. Ông có tới 32 chiếc Porsche 928 S4 nói riêng và 55 chiếc 928 nói chung. Trong đó có 5 chiếc Dodge 962 Le Mans siêu phẩm. Đây là một dòng xe đua dựa trên Porsche 962, chỉ được sản xuất giới hạn 13 chiếc trên thế giới. Được biết, bộ sưu tập đạt đỉnh vào những năm 1990. Những năm 1997, Hoàng gia Brunei gặp khó khăn về tài chính, cộng với tình hình khủng hoảng kinh tế chung ở châu Á, giá dầu giảm khiến gia đình Hoàng gia hạn chế việc sưu tập ô tô. Hiện nay, hầu hết những chiếc xe đều đã bị hư hỏng vì không có người chăm sóc. Một số chiếc xe đã được thanh lý vào những năm 90, tuy nhiên thì phần lớn những chiếc xe đều đang mục nát bên trong gara. Thực tế, những chiếc xe này gần như không thể bán được do thời gian sản xuất lâu, hư hỏng, các vấn đề về an toàn bị hạn chế. Ô tô không phải thú vui duy nhất của quốc vương Brunei. Một sở thích khác của ông là tự lái máy bay và tất nhiên, những chiếc máy bay ấy cũng không hề tầm thường. Theo trang Bondrich, nhà vua sở hữu máy bay phản lực Boeing 747-400, Boeing 767-200 và Airbus A340-200 của riêng mình. Boeing 747-400 là một trong những máy bay đắt đỏ nhất trên thế giới, với nội thất được thiết kế riêng và tất nhiên dát vàng sang trọng. Sự lộng lẫy của chiếc máy bay này khiến nó có một tên gọi khác là cung điện trên mây. Phòng ngủ lớn và phòng tắm của quốc vương Bolkiah đều được dát vàng và pha lê Lalique. Theo truyền thông Anh, chiếc máy bay này có giá đến 400 triệu đô la Mỹ. Tổng chi phí để thiết kế và nâng cấp nội thất bên trong chuyên cơ của quốc vương Brunei lên đến hơn 120 triệu đô la Mỹ. Nhiều chi tiết nội thất được dát hoặc là đúc bằng vàng 24K. Ông cũng đã tặng cho con gái mình một chiếc Airbus A340 nhân dịp sinh nhật của cô. Chắc chắn, nhà vua thì phải ở trong cung điện, nhưng cung điện hoành tráng và xa xỉ như là Istana Nurul Iman thì chỉ có một. Nơi hoàng gia Brunei đang sinh sống, hiện giữ danh hiệu cung điện lớn nhất thế giới theo sách kỷ lục Guinness, với diện tích hơn 200.000m2 cùng nhiều đồ đạc dát vàng. Istana Nurul Iman có hơn 1.700 phòng, 257 phòng tắm và 5 bể bơi. Ngay cả cung điện Versailles ở Pháp hay là cung điện Buckingham ở Anh cũng phải chào thua. Vì tọa lạc trên ngọn đồi được bao phủ bởi hàng cây xanh ngát cùng dòng hạ lưu sông Brunei nên cung điện sở hữu không gian tươi mát trong lành. Mặt tiền của cung điện hướng thẳng ra phía nam của thủ đô. Đây có thể xem là vị trí đắc địa bậc nhất quốc gia Brunei. Cung điện hoàn thành vào năm 1984 với tên chính thức là Istana Nurul Iman. Theo tiếng Ả Rập thì tên gọi này có nghĩa là cung điện ánh sáng của các vị thánh. Để xây dựng được dinh thự lớn nhất thế giới, hoàng gia Brunei đã phải tiêu tốn đến 1,4 tỷ đô la Mỹ. Đây quả thật là một con số khổng lồ. Khuôn viên cung điện có tới 110 carat cho những chiếc xe trong bộ sưu tập của ông. Không ngờ khi nói cung điện chính là biểu tượng quyền lực của nhà vua, cũng như thể hiện sự giàu có của quốc gia dầu mỏ Brunei. Hơn cả thế, trên nóc cung điện chính là bãi đậu trực thăng tiến thẳng đến sân bay quốc tế. Đây cũng là nơi đặt bộ sưu tập máy bay triệu đô của gia tộc Hoàng gia Brunei. Nhà vua còn có một sở thích khác là cưỡi ngựa. Ông xây dựng những chuồng ngựa có máy lạnh đặc biệt để đảm bảo những chú chiến mã này được chăm sóc cẩn thận và trong tình trạng tốt nhất có thể. Không chỉ là nơi cư trú của gia đình Hoàng gia, mà cung điện còn đóng vai trò là nơi làm việc, chỗ ở của chính phủ Brunei. Chính vì vậy,
Cung điện chỉ mở cửa cho khách du lịch tham quan ngoài cung điện, nhưng không cho phép vào bên trong, trừ khi là các dịp lễ lớn trong năm của Brunei. Brunei là một trong những quốc gia theo đạo Hồi lớn nhất ở Đông Nam Á. Vì vậy, cung điện Istana Nurul Iman được lấy cảm hứng từ lối kiến trúc Ả Rập Iceland. Bên cạnh đó, dinh thự còn phảng phất nét đặc trưng của phong cách Mã Lai và châu Âu. Cung điện chính là một tác phẩm nghệ thuật với sự kết hợp tinh tế của nhiều nền văn hóa. Tòa lâu đài đồ sộ này được thiết kế bởi kiến trúc sư tài danh người Philippines Leandro V. Lacin. Các tòa nhà trong cung điện đều được xây dựng bằng đá tự nhiên, đặc biệt là đá vôi và gỗ. Ngoài ra, những chi tiết thiết kế từ loại đá quý, vàng, bạc và họa tiết hoa văn Hồi giáo tạo nên không gian sang trọng, linh thiêng cho nơi đây. Tuy nhiên, điểm nổi bật nhất của cung điện chính là mái vòm dát vàng sáng bóng. Điều này càng tăng thêm vẻ đẹp nguy nga, tráng lệ cho cung điện giàu có bậc nhất này. Không chỉ thế, cung điện còn sở hữu khu vườn thơ mộng với các loại cây cảnh, đài phun nước. Tất cả đều tạo cảnh sắc thiên nhiên nên thơ, mộng mơ cho nơi đây. Đối với người dân Brunei, cung điện Istana Nurul Iman là niềm tự hào thiêng liêng, nơi mà người Hồi giáo đặt trọn đức tin của mình vào quốc vương đáng kính. Không chỉ nơi ở, phương tiện đi lại được đầu tư chăm chút. Quốc vương Brunei cũng cực kỳ quan tâm đến vẻ ngoài của mình. Tờ The Times đưa tin, quốc vương không tiếc tiền khi nói đến việc trải chuốt, và ông được cho là đã chi đến 20.000 đô la Mỹ cho mỗi lần cắt tóc. Tờ báo này tiết lộ rằng ông thường xuyên tài trợ cho thợ cắt tóc yêu thích của mình đi từ khách sạn Dorchester ở Mayfair, London đến Brunei chỉ để cắt tóc cho ông. Quốc vương cũng có thiên hướng yêu thích nghệ thuật và ông đã chi trả 70 triệu đô la Mỹ cho một bức tranh sơn dầu của họa sĩ theo trường phái ấn tượng của Pháp, Pierre Auguste Renoir. Bức tranh có tên Two Young Girls at the Piano. Bên cạnh nhà vua, các thành viên trong hoàng tộc cũng thể hiện tốt khả năng tiêu tiền của mình. Là em ruột quốc vương, hoàng thân Geoffrey Bonkia được biết đến với biệt danh dân chơi Brunei. Geoffrey từng khoe khoang về việc ông có hơn 600 khách sạn hạng sang ở những thành phố đắt đỏ như là London, Paris. Năm 1997, ông được anh trai tặng một biệt thự lớn ở Las Vegas trị giá 45 triệu đô la Mỹ. Ở đỉnh cao của sự giàu có, ông sở hữu 10 chiếc đồng hồ làm từ vàng trắng và bạch kim với kim cương, hồng ngọc, ngọc lục bảo và các loại đá quý khác. Hoàng tử Abdul Martin sở hữu bộ sưu tập thú cưng toàn những loại quý hiếm, bao gồm báo đốm và hổ, mèo, ngựa. Con trai quốc vương Brunei thường xuyên đi du lịch nghỉ dưỡng bằng phi cơ riêng. Cố hoàng tử Azim trước khi qua đời cũng nổi tiếng là người thích tiệc tùng, từng tặng dây chuyền trị giá 5,7 triệu đô la Mỹ cho diva Mariah Carey. Faik Bonkia, người được xem là cầu thủ giàu nhất thế giới, là thành viên thuộc hoàng tộc Brunei. Chàng trai sinh năm 1998 là con của hoàng thân Geoffrey Bonkia. Khối tài sản của Faik nắm giữ được cho là gấp vài chục lần Ronaldo và Messi. Đến việc cắt tóc, nhà vua còn có thể đầu tư số tiền khổng lồ thì không có lý nào đám cưới của các thành viên hoàng tộc lại được tổ chức sơ sài. Điểm chung của các đám cưới hoàng tộc Brunei là thường kéo dài từ 1 đến 2 tuần, với số khách mời lên đến là hàng nghìn người. Trang phục của cô dâu và chú rể đều được may bằng những loại lụa cao cấp, còn trang sức, hoa cưới được nạm kim cương. Sau đám cưới, đội uyên ương mới cưới thường xuất hiện trên các siêu xe dát vàng, diễu hành ra mắt toàn thể người dân. Đầu năm 2022, con gái của quốc vương Brunei, công chúa Fadisla Lubabun Bonkia đã kết hôn trong một đám cưới vô cùng xa hoa, với từng khoảnh khắc đẹp như mơ và kéo dài 10 ngày đêm tại cung điện Istana Nurul Iman. Lễ cưới hoàng gia của hoàng tử Abdul Martin và nữ doanh nhân Anisha Ronas Adam cũng không hề kém cạnh. Đầu năm 2024, đám cưới hoành tráng của hoàng tử Brunei đã được tổ chức long trọng tại cung điện Istana Nurul Iman. Tham dự đám cưới có tới 5.000 khách mời. Trong đó, các vị khách hoàng gia bao gồm quốc vương Abdullah Sultan Ahmad và hoàng hậu Tunku Aziza của Malaysia, quốc vương Zignye Khesa Namgyen Wangchuck và hoàng hậu Jetsim Pema của Bhutan, công chúa Nobin Asem của Jordan cùng nhiều thành viên hoàng gia từ Ả Rập Xê Út, Bahrain, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Bên cạnh đó, lãnh đạo nhiều quốc gia cũng có mặt tại hôn lễ như Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Buổi lễ hôm 14 tháng 1 chỉ là một phần trong đám cưới kéo dài 10 ngày của hoàng tử Abdul Martin, từ ngày 7 tháng 1 đến 16 tháng 1. Martin đứng thứ 6 trong hàng thừa kế ngai vàng của hoàng gia Brunei. Tuy nhiên, trong các sự kiện ngoại giao quan trọng,
vị hoàng tử này vẫn nhận được nhiều sự tín nhiệm khi thường xuyên xuất hiện ngay bên cạnh quốc vương Haji Hassanan Bolkiah. Theo The South China Morning Post, hoàng tử Abdul Maten được cho là sẽ kế thừa tài sản lên tới 28 tỷ đô la Mỹ từ vua cha. Sinh ra trong nhung lụa nên Maten cũng có cách sống tương đối xa hoa. Anh thường dành thời gian cho polo, lái máy bay riêng và đi khám phá những bãi biển đẹp. Ngoài ra, Maten còn sở hữu bộ sưu tập siêu xe lên tới 50 chiếc Mercedes-Benz, 66 chiếc Ferrari, 20 chiếc Bentley, 20 chiếc BMW, 17 chiếc Jaguar, 15 chiếc Porsche, 10 chiếc Rolls-Royce và 3 chiếc Lamborghini. Hoàng tử còn được biết đến với những hoạt động từ thiện. Maten từng là đại sứ của Quỹ ung thư trẻ em, tham gia hỗ trợ các sáng kiến giáo dục và chăm sóc sức khỏe ở Brunei. Dù giàu nứt đổ đổ vách, nhưng quốc vương Brunei lại là nhà lãnh đạo quốc gia gần dân nhất và ông lại hoàn toàn không có đội cận vệ riêng. Lực lượng phụ trách bảo vệ quốc vương và hoàng gia không phải là dân Brunei mà là người dân tộc thiểu số Khuga, gốc Nepal, thuộc biên chế đơn vị dự bị người Gurkha. Đơn vị được thành lập vào năm 1974, hiện trực thuộc Bộ Nội vụ với quân số khoảng 2.000 người. Toàn bộ đều là cựu binh người Gurkha từng kinh qua chiến đấu trong quân đội Anh. Đơn vị này do quốc vương trực tiếp chỉ huy. Nguồn gốc của đơn vị dự bị người Gurkha xuất phát từ lịch sử Brunei. Người Gurkha thuộc bộ tộc Khas Raipert ở miền Bắc Ấn Độ, sau này mới di dân sang Nepal. Có khoảng 200.000 người Gurkha đã chiến đấu ở hàng ngũ quân đội Anh trong hai cuộc chiến tranh thế giới. Người Gurkha nổi tiếng là các binh sĩ thiện chiến, can đảm, trung thành tuyệt đối, đặc biệt sử dụng rất thành thạo loại dao quắm Kukri có lưỡi cong. Muốn trở thành chiến binh Gurkha phải có sức khỏe tốt, thể hình và mạnh khỏe. Quy trình tuyển chọn hết sức khắc nghiệt. Trong vài chục ngàn người đăng ký, chỉ có vài trăm người được chọn. Các ứng viên được ưu tiên là dân sơn cước miền Tây Nepal thuộc 4 dòng họ Gurung, Thapa, Pun, Maga hoặc dân sơn cước miền Đông Nepal thuộc 2 dòng họ Rai và Limbu. Brunei vốn là thuộc địa của Anh vào thế kỷ thứ 19. Đến năm 1984, Brunei tuyên bố độc lập nhưng vẫn duy trì quan hệ chặt chẽ với Anh. Năm 1962, Anh triển khai một tiểu đoàn người Gurkha đến Brunei. Tiểu đoàn này tiếp tục ở lại sau khi Brunei độc lập theo yêu cầu của Brunei và do Brunei trả lương. Tháng 2 năm 2015, Thủ tướng Anh và Quốc vương Brunei đã ký hiệp ước tiếp tục gia hạn thời gian thuê tiểu đoàn người Gurkha ở Brunei thêm 5 năm nữa. Đối với Anh, tiểu đoàn người Gurkha giữ vai trò bảo đảm sự hiện diện của quân đội Anh ở Đông Nam Á, đồng thời bảo vệ các giếng dầu quan trọng của công ty dầu mỏ Anh Royal Dutch Shell tại Brunei. Sau thời gian tại ngũ, các cựu binh người Gurkha sẽ gia nhập đơn vị bảo vệ quốc vương và hoàng gia vì được trả lương hậu hĩnh. Nổi tiếng với khả năng vung tiền và những thú vui xa xỉ, nhưng quốc vương Bolkiah cũng là một vị vua cực kỳ quan tâm đến đời sống người dân và sự phát triển của đất nước. Với diện tích gần 6.000 km2, trong đó rừng nguyên sinh chiếm đến 70%, Brunei được mệnh danh là hòn ngọc xanh của Đông Nam Á. Theo ngôn ngữ Nam Đảo, Brunei có nghĩa là nơi ở của hòa bình. Nên khi đặt chân đến quốc gia giàu có và thịnh vượng này, bạn sẽ thấy không gian thật yên bình. Không có tòa nhà chọc trời, không có quán cóc bên đường, không có cả bóng một chiếc xe máy hay xe đạp nào lướt qua. Thế nhưng, không có nghĩa là quốc gia này không có gì đặc sắc. Với độ chịu chơi của quốc vương, các công trình kiến trúc của Brunei luôn khiến thế giới phải trầm trồ. Brunei là đất nước Hồi giáo, nơi đây được biết đến với những thánh đường độc đáo. Trong đó, nhà thờ Hồi giáo dát vàng James Ars Hassanin Bolkiah là được biết đến nhiều nhất. Nhà thờ này được đặt theo tên của một vị quốc vương của Brunei. Công trình này được khởi công xây dựng vào năm 1988. Nhà thờ được nhiều người biết đến bởi kiến trúc hiện đại và đầy tráng lệ. Công trình này hiện đang nắm giữ kỷ lục là nhà thờ lớn nhất Brunei và khu vực Đông Nam Á. Thậm chí là hình ảnh của tòa thánh đường này còn được in trên tờ 10 đô la Mỹ tiền Brunei. Nhà thờ James Ars Hassanin Bolkiah có 29 mái vòm được làm bằng vàng. Trong đó, ông cũng là người vị trí thứ 29. Thế nên đây quả thật là một con số rất ý nghĩa. Trong nhà thờ còn có một thang máy riêng dành cho vua Sultan và hoàng gia. Vào mỗi thứ sáu hàng tuần, quốc vương sẽ đến đây để cầu nguyện. Nhà thờ này có sức chứa rất lớn, khoảng 4.500 tín đồ. Con số này nếu tính ra là gần bằng 1/10 dân số của Brunei. Điều ấn tượng nhất của nhà thờ này là biểu tượng tháp dầu lửa bên trong. Tháp này nặng đến 3,5 tấn và hoàn toàn được làm từ vàng 24 ca. Các cầu thang, cột đá thì được làm từ cẩm thạch, những tấm thảm trải trong nhà thờ Hồi giáo dát vàng. James Ars Hassanin Bolkiah được nhập khẩu từ Ả Rập.
phần tường ốp gạch châu Âu, ngay cả đèn chùm cũng làm bằng vàng có đính kim cương. Các bức tường xung quanh tháp được bố trí bằng các hoa văn hình học khác nhau. Đỉnh trên cùng được tạo thành từ 4 mái vòm nhỏ làm bằng vàng. Phần mái vòm lớn gây ấn tượng với các họa tiết thực vật Ả Rập, hoa văn hình học, thư pháp. Điều này vừa làm nổi bật sự sang trọng, hiện đại và cũng mang đậm màu tôn giáo. Bảo tàng hoàng gia Regalia cũng là một minh chứng tiêu biểu cho sự giàu có của hoàng gia Brunei. Bảo tàng được xây dựng để vinh danh và giới thiệu văn hóa, lịch sử và truyền thống của hoàng gia Brunei. Đây là một tòa nhà sang trọng và ấn tượng, phản ánh kiến trúc truyền thống của Brunei và sự tráng lệ của vương quốc này. Một trong những điểm nổi bật của bảo tàng là bộ trang phục và đồ trang sức mà hoàng gia Brunei mặc trong các lễ cưới hoàng gia. Những bộ trang phục này được làm bằng vải tơ lụa cao cấp, được thêu hoa văn tỉ mỉ và trang trí bằng những viên đá quý và ngọc trai quý giá. Đây là những tác phẩm nghệ thuật độc đáo và mang đậm tính lịch sử và văn hóa. Những món đồ làm bằng vàng, đá quý, kim cương dễ dàng bắt gặp ở mọi nơi, và đặc biệt là trong bảo tàng còn có một chiếc kiệu lớn được làm hoàn toàn bằng vàng. Lịch sử của vương quốc ven biển trải dài hàng thế kỷ. Thời kỳ đỉnh cao của vương quốc là thế kỷ thứ 15, khi họ kiểm soát những vùng đất rộng lớn ở Borneo. Vương quốc Brunei suy giảm sức mạnh khi các cường quốc châu Âu mở rộng thuộc địa ở châu Á, và vào năm 1888, đất nước dưới sự bảo hộ của Anh. Brunei giành độc lập từ Anh vào năm 1984 và kinh tế phát triển nhanh nhờ trữ lượng dầu khí khổng lồ. Hiện nay, quốc gia nhỏ bé này là một trong những nước giàu có nhất thế giới và nổi tiếng với chế độ phúc lợi xã hội cho công dân. GDP bình quân đầu người của Brunei thuộc hàng cao nhất thế giới. Chính phủ và các tổ chức liên quan chính phủ là những đơn vị chính cung cấp làm việc. Hơn 450.000 công dân Brunei hưởng mức sống tương đối cao vì không phải đóng thuế và nhận được phúc lợi xã hội hào phóng. Bệ hạ rất chú trọng chăm nom thần dân. Rất nhiều người dân Brunei cho biết như vậy. Người dân được hưởng phúc lợi, miễn thuế thu nhập cá nhân, y tế và giáo dục miễn phí, được hưởng trợ cấp nhà ở, sử dụng xăng dầu loại tốt, giá rẻ và cơ sở hạ tầng phát triển. Brunei áp dụng mức thuế doanh nghiệp thấp 18,5%, không thu thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng cũng như thuế khấu trừ tại nguồn đối với cổ tức, tiền lãi, tiền bản quyền và phí kỹ thuật của các công ty đặt trụ sở tại đây. Người sử dụng lao động ở Brunei phải đóng góp 5% tiền lương của nhân viên vào quỹ tín thác nhân viên. Các công ty dầu khí Brunei chịu mức thuế thu nhập đặc biệt là 55%. Người dân Brunei được khám chữa bệnh tại các bệnh viện và các trung tâm y tế với mức phí tượng trưng là 1 đô Brunei. Trẻ dưới 12 tuổi thì được miễn phí hoàn toàn. Chính phủ còn chi trả chi phí đưa công dân ra nước ngoài để tiếp cận các phương pháp điều trị và cơ sở vật chất không có sẵn trong nước. Học sinh Brunei từ 5 đến 18 tuổi được học miễn phí tại trường công. Các chi phí khác như là sách giáo khoa, dụng cụ học tập, ăn uống ở trường cũng do chính phủ chi trả. Mặc dù tiếng Mã Lai là ngôn ngữ chính thức của Brunei, tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy chính ở hầu hết các trường. Tuy nhiên, việc phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ khiến Brunei dễ bị ảnh hưởng trước biến động giá dầu, căng thẳng địa chính trị và gián đoạn sản xuất. Brunei rơi vào suy thoái năm 2021 và 2022 sau khi sản xuất trong nước suy giảm vì bảo trì giếng dầu cũ. Chính phủ Brunei cho hay có kế hoạch đa dạng hóa nền kinh tế, nhưng các nhà phân tích cho biết tới nay chưa có ngành công nghiệp nào khác phát triển ở Brunei. Một số nghiên cứu ước tính trữ lượng dầu mỏ của Brunei có thể sẽ cạn vào năm 2050. Với khối tài sản khổng lồ đang có, việc tiêu tiền cho những thú vui xa xỉ nhằm khẳng định đẳng cấp và độ chịu chơi của quốc vương Hassanan Bolkiah là hoàn toàn dễ hiểu, nhất là khi ông vẫn đang trị vì ra tốt cho quốc gia của mình và được người dân yêu mến. Đây vẫn chưa phải là tất cả. Rất có thể quốc vương và những thành viên hoàng tộc còn khiến chúng ta nhiều lần ngạc nhiên hơn nữa về lối sống xa hoa của mình. Và video ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Đừng quên ấn theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video thú vị khác. Xin chào và hẹn gặp lại!